Rồi, cắt nước quá, uống miếng nước coi. Sao buồn dữ vậy ta? Em gây mưa. Ôi, em gây mưa ăn bánh. Quá tệ luôn. Phan, em gây mưa này sao nhìn giống BD quá vậy ta? Thôi kệ đi. BD hả BD? Chứ này tao cho mày một viên à. Này thì BD này. Sao bắn em? Thích đó rồi sao bây đây? Dám bắn em hả? Chạy nha. Dám bắn em hả anh? Bê đê hả bê đê? Chết mày chứ con. Ăn đạn nè. Đồ quỷ nha. Ăn đạn nè anh. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì tên á, bắn ngọt bớp vậy đó. Chết mày cho con. Chết anh chứ anh. Quỷ à. Mày hả bê đê? Dám nói em bê đê hả anh? Ây da, để ngay càm người ta luôn à. Quỷ à. Dám bắn em ha anh. Tiếp ra. Chết, hết đạn rồi. Ủa? À, hết đạn rồi hả em? Dám chống với anh. Ủa? Hả? Trời trời trời. BD này nó dữ thiệt tại. Viên đạn mà nó ngậm được luôn. Chờ em một chút đi anh. Rồi ok. Anh sẽ chờ em. A few moments later. Mẹ, BD này đi lâu dữ vậy ta. Gán đợi nó xíu nè. Ê, có khi nào nó bỏ nó về luôn không tài?
Anh yêu. Lâu quá. Em ở đây nè. Tới ha cưng. Đi chết đi. Súng nặng quá. Bỏ tật đó nha mày. Nhớ đăng ký nha mấy bạn.